nay thời tiết đẹp vắng nhỉ. Chào các sư anh. Nam Điền này kinh đấy nhỉ. Đâu? Nam Điền. Gất. À, điên làm ra. Nam Điền ba thân đấy. Cột chống trời à? Kinh đấy nhỉ. Gất thì biến. Sắp Tết đến nơi rồi, chỉ có tí gất cho đỏ ấy nhỉ. Giỏi lắm. Đấy. Thôi đi đi. Cây, những cây là đây của của anh của anh Lực à, anh Lập này có cái nào? Nhớ thằng Hưng nghe được có đây không? Từ đâu đi? À đây là tán tầng hạ đây đúng không? Tán tầng một thời đấy, thời Hoàng Kim này. Tiền đây nữa hả anh? Ở đấy con này hay. Bao tiền anh? 50 tiền đấy. Một bả một cây thôi mà con cũng vẫn chào chết. Này hay đấy. Tì hưu của Trần Lập. Là mấy tiền đây? 5 triệu một cây. Lập này không phải lập kia nhá, anh cứ nhầm lập kia thì bỏ mẹ. Lập ngồi kia thì chết dở. Lập này là lập đẹp trai, lập bán rẻ. Mình mất cả số. À thế à? Cháy xin nó không được số. Thế ông rồi có gửi cái kia hay là không? Có. À gửi lại gọi cho anh thì. Không cứ mà nhà bán, tôi về nhà. Không quê thì ở kia kìa, nhà đấy. À trồng đấy luôn thì những cây to trồng đấy. Đấy. Con này cũng 5 đồng à, đúng không? Già đấy. Bá tầng này. Tầng một thời đấy. Nuôi con tí hưu là được. Tầng kia thì chỉ biết làm. Đấy. Ok. Con này của trước. Mèo à hay là gì? Sau như một đây. Mèo à? Đây. Okay. Người đẹp như lụa đây. Thế xi đây mấy tiền anh? Xi có cùng khác thì biết là giá bao nhiêu. Con này cái này 12 triệu. 12 đồng. Mèo này kinh đấy nhỉ? Mèo là mèo. Số điện thoại đấy. 0982 705 0906. Vừa, hai vừa. Tỉnh hai lần phút trọng tỉnh thành. Đây. Tỉnh là hết. Đấy à? Em nhớ rồi, cũng quay anh cả, anh muốn à, làm thì sao? Ui dồi, quả cặp hắc bạch song kiếm này. Hắc bạch song kiếm này, hay đấy. Cái giới bẩn thì vợ mua đấy chứ. Ừ, đấy, nhưng mà vợ máu đấy, vợ máu hơn đấy. Đúng rồi, vợ máu hơn đấy. Vợ mua là chuẩn đấy. Mua các bia không đây? À thế à? Vớ bẩn. Vớ bẩn gì? Đẹp, xinh, nhặt hết rồi gì? Đấy, đường cây này. À đây này, úi rồi. Đây này, mở cái này được. Mình gu của mình nhỏ nhỏ này thì mình nhặt thôi chị ạ. Lại mua mấy cái xanh quê ác rồi. Dạ. À ui, cho về quê cho nó ẩm sân. Ẩm sân. Đẹp thì nó chưa đẹp lắm. Còn là nó to để cho nó chứ của quê mà để bé quá thì khó. Cả đôi ba liền. Hai cây thì quê đây. Vâng. Gần 30. Tại vì vậy. Vâng. Đúng rồi. 13 triệu. Cái dưới bảo 3 triệu.
dưới Lam Tà Bắc Đầu. Đấy, sắp rồi phải báo cáo rồi, Lam Tà Bắc Đầu rồi. Tết đến nơi rồi. Năm rồi đấy, giờ phải làm báo cáo rồi. Đấy. Nhà có mấy cái suối đẹp lắm. À đây, suối chơi hay mà, dăm nó đẹp. Nhà có mấy cây rồi, cây à, liền có cây ấy cũng có. Dạ. Ui, mua thì bao nhiêu cho đủ. Nhưng mà mày đưa đây lấy cái này rồi. Đâu. À. Ở đấy, ui vàng ươm. Được ạ. À kìa. À đấy. Đây cây hay đấy. Nuôi sao nó chỉ cần 2 năm nữa nó biến thì không nhận ra đâu. Đây ngọn, đây tắt ngọn, đây hai cành. Ừ. Sợ săn chuyên nghiệp đây còn gì nữa. Thợ săn này. Thợ săn này kinh đấy. Không bị lừa mắt đâu. Đấy. Đấy, nuôi đây đấy, rất tỉnh được này. Tương lai nuôi được hai con đồng lại, cái này phải đồng lại làm lại. Nuôi hai con đấy 2 năm nữa không nhận ra. Móc ra hơi khó. Sáng rồi cắt làm lại. Sáng. Đẹp rồi. Dạ. Dòng dõi quý tộc rồi. Đầu tư ít tiền mà lại an toàn. Đấy, nhưng mà nó có tương lai. Bây giờ cái nuôi được thì giờ nên mua cây nhỏ để mua cây to. Vâng. Đất cát bây giờ phải thu vào rồi. Thì đấy. Là một cái hai cây đừng có mua theo cái lối đục đẽo nhiều em ạ. À. Vâng. Đục đẽo bao giờ được cây. Em phải biết là như trông nhá. Em làm tư liệu đấy em như là dựa vì cái tư liệu đấy em phải biết là nó mua toàn cây trên 100 người ta đã rồi, mua đẽo, cần chỉ sửa xa qua lại thôi. Chứ không bao giờ mua cây tiền mẹ một vài triệu. Đúng. Khi người ta làm cây một vài triệu hoàn thành từ cái tác phẩm đấy là người biết. Ông ấy thì là có phôi đẹp, gọi là số má rồi ông về làm thôi. Toàn mua toàn trên trăm này, trăm rưỡi, trăm ba, trăm không, tư. Không nhặt như thế này, nhưng mà chính những ông luyện từ những cái này là ông. Đó, ông làm đi. Đúng không? Có đấy. Có đấy. Đúng không? Những con kia gì bệ bã nó bệt rồi thì đục phá. Bao giờ đều một cây. Mà anh nhìn thế thôi, để làm được một cây không phải đơn giản đâu. Mình xem chứ ở trên quốc tế người ta cũng chơi những cây hoàng diện đúng không? Và cây dù là những cây rất là cây hoàng tốt. Thì có đúng không khác một cái cây chúng ta. Đấy. Tình tưởng ấy, nhận ra cái lối nhận ra là như thế là người ông có điều kiện rồi. Mạnh, kinh tế mạnh. Kinh tế mạnh. Món cây là phải kinh tế mạnh, chơi là mấy gỗ. Móng về hàng chơi. Và gỗ thì chơi lắm. Xuất trước không không biết cây này bao nhiêu à? Si bao nhiêu mấy? Si 8 triệu như vậy. Dạ. Bạch Song Kiếm. Hắc Bạch Song Kiếm hay là gì nhỉ? Cặp đôi gì mà hay gì nhỉ? Thiên Đồng Ngọc Nữ hay cái gì nhỉ? Thương quá cô thì là ấy quá. Thôi, là Hắc Bạch Song Kiếm. Rồi, chúc mừng các. Đấy. Nhất rồi. Đấy. 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 Đi săn gớm phết đấy. Nha. Đấy, chuyên gia đi chợ sớm bút cây đấy. Mắt gì ở trong kia nhưng mà cũng không biết tên. Hôm trước này, hôm này được 12 triệu. Đang suy nghĩ. Thích cái miếng không? Để lô em bán. Không biết cái em mó hàng. Cút này thì cắt về sớm nhưng thôi. Nuôi những cái mầm ở đây sau nó cái này to vừa được. Sớm mà cũng không phải là hẳn là sớm quá. Mua cho cái con bán được. Đâu xuất trước còn cái nào đấy nhỉ? Đây à, này lấy tiền đây.
8 triệu. Con này 12 triệu. 12 à? Bình như nhỉ? Đấy, cho lấy mà rẻ bằng cái kia thôi nhé. Sao bán cân thì... cân, đúng không? Bán cân. Bán cân thì cái đấy nhiều á. Đấy. Cây này mỏng quá. Gấp cái này có bán không đấy? Gấp này thì cứ thả nó là nó sống. Rất là mời mấy ông có mấy cái gấp đẹp lắm, triển lãm. Bệt như từ xù. Càng cắt càng xùi. Một ống bông to này là có 8 triệu đúng không? Đây. Đấy, 12. Đây còn cái này của ông nào đây? Cái này á? 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Đây suối lên lại đi xe nhỉ? Suối người đẹp kia thiết kế không? 2 triệu rưỡi. Mua cái nào cũng chưa. Mua cái nào chưa? Bây giờ mới vào. À đây à? Ừ, à? Bán đấy à? Chưa, anh vẫn bỏ nhỉ? To quá. Đó là to à? Có lại các với chú hơi to nhỉ? Có này một nửa thì em lấy. Đấy á. Nó xuống phết đấy. Ô mà. Hai chơi hai. Thôi kiểu này nó to gần mặt này đáng ngại rồi. À thế á. Hôm nay mấy tiền đây anh Thắng? À, mấy tiền đấy? 5 triệu rưỡi. Chỗ này không phải to chú ạ. Sao mình cũng vô trạm bán. Kinh nhờ. Đấy. Giá làng đấy. Giá làng. Giá làng của cây đây đi ra quán Giá Làng luôn đi. Giá làng. Xuân Thắng. Xuân Thắng. Văn Thắng. À, Văn Thắng. Văn Thắng. Văn Thắng. Văn Thắng lại cứ đọc số lại bay sớm cái này. 0979 796 881 đấy, và đọc báo một lần rồi mà các ông mới ông cứ chửi mình là vẫn chưa có số. Thôi chú về cánh đồng đấy, về rất là chú đéo về. Về bao giờ đâu? Thế quê cũng chưa về được. Cứ có lùn lực này được thì cũng mà làm ăn ngoài này quá. Mà gì về con cái? Làm cháo 7 triệu nhỉ? Dạ. Ăn đi ăn. Em ăn rồi, ăn ở nhà rồi. Ra làm xem đi. Ủa, có anh Quyến này. Về ra. Các bác ngồi tí. Đấy, cây này chú Dung ơi, chưa ngắm được à? Ui, này nó hơi này phải tạo sẹo ngay. Hai tay một ngọn. Này chỉ có tạo sẹo thôi. Đóng dài. Không có sẹo vào nhá. Không phải lui. Tiền. Không, mình về mình này. Mình về tạo sẹo. Sẹo bên trong. Tạo sẹo. Sẹo cho qua sẹo kín thôi. Sẹo không bao giờ liền đâu. Không, hôm đấy mình phải về mình phải đục phát chứ. Sẹo không bao giờ liền. Mình về mình phải làm sẹo ngay. Đây đây cho một cái chậu này thì đẹp. Con này quê đấy. Quê này. Đấy, ông nào mua này được. Nhiều rồi. Có anh ấy nhỉ? Đấy, điền mà làm như quê. Không gì đấy. Quê xanh Nam Điền. Xanh Nam Điền à? Xanh Nam Xá, mé Nam Điền. Điền. Đấy. Cậu chứ nào Nam Điền đấy? Dạ, cháu ở Thạch Thất Hà Tây ạ. À, à. À. Quê chú anh Thắng nhỉ? Quê chứ sao Điền? Bao nhiêu? Điền, Điền. 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 Ờ. Dạ. Thế cái đấy là 8 triệu bác ơi. Nam Điền đi quê đi. À đấy à? Thắng có ai buồn thành quê đâu. À rồi rồi. Có Điền rồi. Ok. Ừ. Cột
cốt thật của nó là xem là nó ở chỗ nào. Là cốt thật nó ở trong này này. Đấy. À, đây, đây, đây. Chỗ này tôi ra cái canh này cho nó rơi chứ. Ừ. Nó phải ra nó chun lên. Ừ. Rồi nhét này cho nó miếng quay này. Đấy. Múc. Giá người nhà. Đâu là quay cái này. Rồi ok để ra. Anh ạ. À, Tú anh Tú vừa ra đây đấy. Em ăn rồi. Ở nhà không về nhà. Ăn cơm nhà đấy.